Xin chào các em. Hy vọng với video này sẽ giúp các em tránh được những lỗi sai cơ bản và lỗi sai bất cẩn. Và chúc tất cả các bạn sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Tự tin, bình tĩnh, mọi cái sẽ thực hiện được nếu các bạn có những cố gắng nhất định. Trong video này, cô sẽ nói sơ lược lại những cái lỗi mà các em dễ mắc phải, thường mà trong những câu hỏi mà các em hay bị sai sót. Ví dụ, câu thứ nhất, trong cái bài này, một mẫu nước có ion K cộng, Na cộng, SO42 trừ và HCO3 trừ. Thì câu hỏi này là mẫu nước này thuộc loại gì? Thì thường á, khi các bạn đọc một cách rất là nhanh chóng, vì mỗi một câu chỉ có 1 phút 30 giây thôi, hoặc thời gian ngắn hơn, thì các bạn sẽ làm nó rất là nhanh và các bạn sẽ chọn ngay đây là nước cứng vĩnh cửu, là bởi vì các em sẽ thấy được ion SO42 trừ và ion HCO3 trừ. Các em thấy ion SO42 trừ là nước cứng vĩnh cửu, ion HCO3 trừ là nước cứng tạm thời, thì cả hai nước cứng toàn phần và là nước bao gồm nước cứng vĩnh cửu và nước cứng tạm thời. Tuy nhiên, yếu tố đầu tiên muốn trở thành nước cứng thì nó phải chứa ion canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Thì ở đây nó sẽ là nước cứng. Và nó chứa thêm ion HCO3 trừ thì nó sẽ là nước cứng tạm thời. Và nếu nó chứa thêm ion Cl trừ và SO42 trừ thì nó sẽ là nước cứng vĩnh cửu. Và nếu cả hai loại này thì nó sẽ là nước cứng toàn phần. Vậy thì bây giờ mình nhìn lại một lần nữa. Ở trong này nó đâu có chứa ion canxi 2 cộng hay magie 2 cộng đâu. Ở đây chứa ion K cộng và Na cộng. Cho nên ở đây không phải là nước cứng, mà đáp án ở đây phải là nước mềm. Như vậy nhắc lại với các bạn là muốn trở thành nước cứng thì nó phải chứa ion canxi 2 cộng và magie 2 cộng. Chứa HCO3 trừ là nước cứng tạm thời. Và cách làm mềm nước cứng tạm thời là bằng phương pháp vật lý là đun sôi, dùng canxi hydroxit nước vôi trong hoặc Na2CO3. Còn muốn làm nước cứng mềm, nước cứng toàn phần và nước cứng vĩnh cửu, ta dùng Na2CO3 và Na3BO4. Và phương pháp khác là dùng geolit. Được ha? Như vậy chú ý khi mình đọc đề, mình chú ý xem là người ta hỏi nó là loại gì và đọc kỹ thì mình sẽ trả lời được. Qua câu số 2, ion nào sau đây dễ bị khử nhất? Ở đây là dễ bị khử, hay còn gọi là có tính oxy hóa mạnh nhất. Thì theo dãy điện hóa, liền khi ba cầm nàng may áo, mỹ zin v.v. con phải nhớ sang Pháp hỏi cụ sách 3 Á hậu phi Âu. Thì dưới đây là chữ AU. Ở đây mình có thường mình hay gặp là AG và AG cộng. Thì trong ở phía dưới nó thể hiện tính khử. Thì phía dưới thể hiện tính khử, li ti là chất có tính khử mạnh nhất. Tính khử mạnh và giảm dần theo chiều từ trái qua phải. Tính khử hay còn gọi là tính bị oxy hóa. Được ha? Thì ngược lại, ở trên đây nó là tính khử mạnh thì nó sẽ là tính oxy hóa yếu. Và dưới đây sẽ là tính oxy hóa mạnh, tăng dần. Oxy hóa hay còn gọi là bị khử. Như vậy mình xét ha, ion Cu, CO2 cộng nằm đây. Zn, Zn2 cộng nằm đây. Fe, cụ sắt 3, F2 cộng và Fe3 cộng nằm đây. Điều này có nghĩa là ion bạc cộng là chất dễ bị khử nhất, hay còn gọi có tính oxy hóa mạnh nhất. Cho nên mình chọn đáp án D. Ion nào sau đây có tính oxy hóa mạnh nhất, hay còn là có bị khử mạnh nhất? Thì giống như câu ở trên, thì trong này mình sẽ xét dãy điện hóa luôn ha. Tính oxy hóa hay tính bị khử, phía dưới là mạnh nhất. Vậy ha, thì trong này K, K cộng nằm đây.
Magie 2 cộng. Kẽm. Kẽm 2 cộng. Và dưới này là Cu. Cu 2 cộng. Cho nên ở đây ta chỉ chọn được Cu thôi. Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử. Không có việc gì phải bàn ha. Tính khử là số oxy hóa. Khử là nhường electron ha. Số oxy hóa tăng sau phản ứng. Tính khử hay còn gọi là bị oxy hóa. Quá trình nhường electron là quá trình oxy hóa, hay còn gọi là sự oxy hóa. Oxit nào sau đây tan được trong cả dung dịch axit và dung dịch bazơ? Thì muốn tan được trong dung dịch axit và dung dịch bazơ thì nó phải là một oxit lưỡng tính, hay còn gọi là có một chất lưỡng tính. Như vậy, trong các trường hợp này thì chỉ có Al2O3 là lưỡng tính. Thì cô nhắc lại luôn, AlZn là mình những chất mình hay gặp, Cr là những hợp chất có tính lưỡng tính, AlOH 3 lần, ZnOH 2 lần, CrOH 3 lần là hydroxit lưỡng tính. Ha. Còn ở trên đây là có tính lưỡng tính. Có tính lưỡng tính hay hydroxit lưỡng tính đều có khả năng tác dụng với bazơ và axit. Số oxy hóa của sắt trong sản phẩm thu được khi cho sắt tác dụng với một lượng dư HCl đặc nóng thì Fe cộng HCl luôn luôn cho mối sắt 2. Cho nên số oxy hóa là cộng 2. Tuy nhiên, nếu tác dụng với H2O4 loãng cũng chỉ cho ra mối sắt 2 mà thôi. Tuy nhiên, nếu tác dụng với HNO3 loãng hay đặc, đặc thì phải là đặc nóng, không đặc nguội ha, đặc nguội không tác dụng. H2SO4 đặc nóng luôn thì sẽ cho ra mối sắt 3 cộng. Tuy nhiên, nếu Fe dư mà tác dụng với HNO3 đặc nóng loãng gì đó vân vân, H2SO4 đặc nóng thì nó cũng cho ra mối sắt 2 cộng, bởi vì trong trường hợp này sắt dư. Và một trường hợp đặc biệt khác là Fe mà cộng với NeNO3 chẳng hạn trong môi trường axit HCl thì nó sẽ ra mối sắt 3 luôn. Lý do là ở đây có ion NO3 trừ và ion H cộng, cho nên tạo thành axit nitric HNO3 loãng, cho nên nó sẽ ra mối sắt 3. Cho nên để ý những câu hỏi mà khi cho sắt tác dụng với muối nitrat và có môi trường axit thì nó đều ra mối sắt 3, tương tự như tác dụng axit nitric. Và trường hợp đó nó cũng đúng với lại H2O4 luôn. Kim loại sắt không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch? Thì ở đây mình lại quay trở lại giải điện hóa. Magie, may áo, mỹ zin, con phải nhớ. Mỹ zin ha. Con phải nhớ. Như vậy, Fe đứng sau Mg thì Fe không phản ứng. Có nghĩa là nó đứng sau thì không phản ứng bởi vì nó yếu hơn. Cho nên ở đây câu đúng nhất là MgCl2. Trong những trường hợp còn lại thì ta đều thấy là sắt đồng 2 cộng, sắt 3 cộng đều phản ứng được ha. Ag, Ag cộng đều phản ứng được hết. Câu tiếp theo, trong phản ứng Cu cộng AgNO3 cho ra CuNO3 2 lần và Ag, phát biểu nào sau đây đúng? Rất là đơn giản. Tụi em thấy ở đây là số oxy hóa của Cu đứng một mình là 0. Phía sau nó ra là CuNO3 2 lần rồi.
là cộng 2. Như vậy nó là tăng đúng không? Số oxy hóa tăng. Tăng thì là chất khử hay còn gọi là bị oxy hóa. Thì quá trình này là quá trình oxy hóa. Ngược lại, Ag cộng tạo thành Ag giảm ha. Cho nên là chất oxy hóa hay còn gọi là bị khử. Này là quá trình khử. Như vậy câu đúng nhất ở đây là ion bạc bị khử thành bạc. Câu này là đúng nhất. Được ha? Và nếu như người ta có câu là Cu bị oxy hóa thành Cu2 cộng, câu đó cũng đúng. Hỗn hợp tạp mít là hỗn hợp gồm có bột nhôm và Fe2O3 ha. Fe2O3 và nhôm là hỗn hợp tạp mít. Nung thạch cao sóng thu được thạch cao nung. Công thức của thạch cao nung là thạch cao sóng là 2 lần nước, thạch cao nung là 1 lần nước và không có nước thì là thạch cao khen. Quặng nào sau đây chứa oxit sắt thì hematit FeO. Fe2O3. Nếu có không có nước thì là hematit đỏ. Mà nếu không có nước thì là hematit nâu. Được ha? C là C, FeCO3. Dolomit là Mg. CO3, CaCO3. Bosit là Al2O3. Chấm 2 lần nước hoặc chấm N nước ha. Nguyên nhân gây ra ngộ độc có thể dẫn đến tử vong khi dùng than sưởi ấm trong phòng kín. Khí đó là khí CO. Tên gọi là CO là monoxit, carbon monoxit. Oxy có một oxy là mono. Có hai oxy là dioxit, như vậy chỗ này là carbon dioxide. Được ha? Nhóm chất nào sau đây là chất điện ly yếu? Nhắc lại, chất điện ly mạnh bao gồm axit mạnh gồm có HCl, H2SO4, HNO3 và HClO4. Bazơ mạnh gồm có NaOH, KOH, CaOH 2 lần và BaOH 2 lần. Muối tan thì những muối nào là muối tan? Thì đại khái những muối có đi với ion natri, kali, NH4 cộng NO3 trừ, CH3CO trừ. Đây là những muối có khả năng tan hoàn toàn trong nước. Thì trừ những chất này ra thì nó sẽ là chất điện ly yếu. Như vậy câu E, chất điện ly yếu. Ở đây HI là axit mạnh ha. K2S là muối tan. NaOH bazơ mạnh. Như vậy ở đây chỉ có câu D là chất điện ly yếu mà thôi. Phân bón nào sau đây có hàm lượng đạm cao nhất? Thì nhớ, phân đạm là phân có chứa nitơ, ở đây là phân ure. Phân lân là phân có chứa phosphor, phân kali là có chứa ke. Chất bột màu đen có khả năng hấp thụ các khí độc nên được dùng trong các máy lọc nước, khẩu trang y tế. Thì các em biết đều biết nó là than hoạt tính ha. Phân tử triolein có bao nhiêu liên kết pi? Triolein là C17, H33, COO đóng mở ngoặc 3 lần, C3H5. Thì C17, H33 trong đây có một liên kết bi CC. Có nghĩa là nó có một liên kết đôi CC á. Ở đây mình có một liên kết bi tiếp theo. Liên kết bi này là liên kết đôi CO. Như vậy 1 cộng 1 là 2. 2 nhân 3 là 6, bởi vì 3 lần. Cho nên chỗ này sẽ có 6 liên kết bi. Chất nào sau đây là tetrapeptide?
T là có 4 chữ 1, 2, 3, 4. Tuy nhiên có 3 dấu gạch thôi. 3 dấu gạch này tương ứng với 3 liên kết peptide CONH. Điều này có nghĩa là chất này, ở đây là T tra là 4 cái ha, chất này có 2 chữ thôi. Dipeptide. Và có một liên kết CONH liên kết peptide. Chỗ này có 3 chữ là G-peptide. Được ha? Trong ba chất này, cái này không bàn. Trong ba chất này, nó sẽ là có màu biure khi có từ G-peptide trở lên. Như vậy này, phản ứng màu biure. Màu tím. Cái này cũng có màu tím luôn. Tuy nhiên cái này không có phản ứng bởi vì nó là thuộc loại dipeptide. Dẫn khí CO dư đi qua hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3, FeO nung nóng thu được chất rắn ít, chế tác dụng với AgNO3 dư thu được chất rắn Y, thành phần của Y là, thì ở đây là phương pháp nhiệt luyện. Nhiệt luyện là điều chế kim loại sau L, sử dụng oxit kim loại, dùng các chất khử mạnh như carbon, hydro, CO, nhôm để khử oxit kim loại sau L ha. Thì ở trong đây cô có CuO, Fe2O3, MgO. Trong đây có Mg đứng trước L cho nên nó không phản ứng được đâu. Tác dụng với CuO ha. CO thì Cu đứng sau ra Cu, Fe đứng sau ra Fe, MgO còn nguyên và cộng với CO2. Được ha? Ở đây thu được chất rắn ít. Đây. Sau đó cho chất rắn ít tác dụng với AgNO3 là này cộng AgNO3. Thì nó là phương pháp thủy luyện. Cái này là nhiệt luyện. Rồi, Cu sẽ đẩy Ag ra khỏi mối của nó, sẽ thành CuNO3 hai lần cộng Ag. Fe đẩy Ag ra khỏi mối của nó luôn, FeNO3 hai lần cộng Ag. Trong trường hợp này mình không cần biết nào dư, miễn là nó đẩy ra thôi. MgO còn nguyên. Như vậy thành ra ở đây mình sẽ chỉ chọn được cái gì thôi, câu A mà thôi. Sơ đồ phản ứng. X không thể nào là chất nào sau đây? X không thể nào là Fe2O3. Lý do, sản phẩm này nó đã có SO2, có nghĩa là sản phẩm phụ. Vậy số oxy hóa nó phải thay đổi. Chỗ này số oxy hóa là cộng 3, trên này cũng cộng 3. Nếu mà hai này phản ứng với nhau thì nó không ra khí SO2 nữa. Nhôm là nguyên tố đứng hàng thứ ba sau oxy và silic về độ phổ biến trên trái đất. Hợp chất của nhôm khó rồi. Công thức của Grillit là NaAlF3 ha, hoặc người ta có thể ghi tắt là Na3AlF6 Grillit. Cái này là mica. Cái này là bô-xít. Được ha. Rồi. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh? Etinamin C2H5, NH2 quỳ tím hóa xanh. Anilin cũng là hợp chất amin, tuy nhiên nó quá yếu cho nên quỳ tím không hóa xanh. Phenylammonium clorua làm cho quỳ tím hóa đỏ. Chất nào sau đây là monosaccharide? Glucose và fructose. Saccharose là disaccharide. Tinh bột là polysaccharide và cellulose cũng là poly. Những kim loại nào sau đây có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện? Nhớ là đứng sau nhôm. Ở đây có nhôm không được, canxi không được, magie không được và chỉ còn có câu E là Fe và niken. Khi điều chế kim loại, các ion kim loại đóng vai trò là chất gì? Thì phương pháp điều chế kim loại là khử ion kim loại thành kim loại,
Oxy hóa giảm ha. Như vậy nó là chất oxy hóa, thành ra nó là bị khử khử ion kim loại thành kim loại, cho nên mình chọn câu D. Rồi. Bài này khá là dài ha, nhưng mà ráng đọc một tí xíu thì mình sẽ làm bài được. Cho 1 ml AgNO3 vào ống nghiệm, vân vân. Cho đến khi kết tủa sinh ra nhỏ tiếp 3-5 giọt. Vài phút trên thành ống nghiệm xuất hiện lớp bạc. Xuất hiện chất ít ở đây không phải là. Khi mình đọc cái cách xuất hiện lớp bạc thì mình đoán ngay là cái chất ít này nó có khả năng phản ứng với bạc. Mà muốn phản ứng với bạc AgNO3 trong NH3 thì nó phải là gốc format HCOO và gốc nhóm chức aldehyde CHO, có nghĩa là đầu H đuôi chó. Thì ở đây chỉ có glycerol là không phải, nhưng nhớ ở đây ta hỏi chữ không nha, đừng có sớn xa sớn sát, mình quánh chữ có là mình định quánh hoài nó không đúng đâu. Cho các chất có bao nhiêu chất tác dụng với dung dịch H2O4 loãng dư cho sinh ra muối sắt 3. Nhớ là loãng dư mà sinh ra muối sắt 3 thì cái thứ nhất nó phải có gì đây? Ở đây có hai chất thôi. Có hai chất là Fe2O3, bởi vì nó có số oxy hóa cộng 3 cho nên chắc chắn là hóa trị 3. Fe3O4. Fe3O4 là nó bao gồm FeO. Nói cách dễ hiểu là FeO và Fe2O3. Thì nhờ Fe2O3 này tác dụng với H2O4 cho nên sẽ cho ra được muối sắt 3. Thành ra là mình chọn 2. Chất nào sau đây tác dụng với H2O4 đặc, nóng, sinh ra khí SO2? Như vậy nó có sản phẩm phụ ha. Thì khi nó có sản phẩm phụ á, thì số oxy hóa của nó không phải là cao nhất. Nó phải là trung gian hoặc là thấp nhất. Ở đây là cộng 2, ở đây là cộng 3, cộng 3, cộng 3. Cho nên số oxy hóa này là thấp hơn, thành ra nó sinh ra SO2 được. Thành ra mình chọn câu E. Trong tự nhiên, khí sinh ra nhờ quá trình quang hợp của cây xanh, ở đây là phản ứng quang hóa, ra oxy. Trường hợp nào sau đây bị ăn mòn điện hóa? Ăn mòn điện hóa thường là có hai kim loại và sinh ra dòng điện. Có hai kim loại và sinh ra dòng điện. Thép là hợp kim của sắt và carbon, cho nên nó bị ăn mòn điện hóa trong không khí ẩm. Tất cả những loại còn lại á, nó chỉ có một kim loại. Đặc điểm mình thấy có một kim loại tiếp xúc trực tiếp với môi trường xung quanh là ăn mòn hóa học. Được ha? Còn ăn mòn điện hóa thường là có hai kim loại và phát sinh ra dòng điện. Thí nghiệm với dung dịch H2O3 thường sinh ra khí NO2 rất độc. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, người ta có thể rút ống nghiệm, nút ống nghiệm bằng bông gì? Thì ở đây NO2 nó giống như là một oxit axit. Cho nên mình sẽ tìm một cái 3 giờ để mình sẽ làm cái nút ống nghiệm này. Thì trong này mình thấy là chỉ có nước vôi trong thôi, CaOH2 lần. Nó sẽ ngăn chặn khi mà nó phản ứng với NO2. Tạm trong bông thì nó sẽ phản ứng với NO2, ngăn chặn khí NO2 thoát ra ngoài. Ure có công thức, cứ có nitơ là phân đạm, phân kali, phân lân có chứa phosphor, phân kali chứa kali, phân vi lượng chứa NPK. Nước đá khô là CO2 ha. Và nó được sử dụng trong bình chứa cháy luôn. Kim loại M phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch kẽm nitrat. Nó phải là kim loại tác dụng với HCl, nó phải là kim loại đứng trước axit, cho nên mình loại Cu và Ag. Cái thứ hai, nó phải là kim loại đứng trước Zn thì nó mới phản ứng được, cho nên mình chọn Mg. Phát biểu nào sau đây là sai? Cao su là những vật liệu polymer có tính đàn hồi là đúng. Các tơ polyamide bền trong môi trường kiềm là axit. Thì tụi em nhớ rằng á, polyamide là những hợp chất mà có liên kết peptide, cho nên dễ bị thủy phân trong môi trường kiềm hoặc môi trường axit để tạo ra alpha amino acid. Cho nên ở đây nó không có bền. Thành ra là tơ tằm hoặc là tơ
tơ tằm hoặc là lông cừu người ta thường phải hấp chứ người ta không giặt bằng xà bông. Hợp chất CH3, NH3 thuộc loại bậc amin bậc mấy? Thì ở đây mình sẽ có amin có 3 bậc ha. RNH2 là bậc 1. RNHR2 bậc 2. RN RR nó chỉ còn một chữ N thôi thì là bậc 3, mất luôn H rồi. Như vậy trong bài này nó còn một chữ H là bậc 2. Thì ở đây là bậc amin là bậc của nguyên tố nitơ, còn bậc carbon là bậc carbon, thì carbon bậc N là carbon gắn với N carbon. Ví dụ này là bậc 1 vì nó gắn với có một carbon thôi. Còn cái ông này nó là bậc 2 vì nó gắn với hai carbon. Ông này là bậc 3 vì gắn với ba carbon. 1, 2, 3. Và ông này là bậc 4 vì gắn với 4 carbon. 1, 2, 3, 4. Thì tương tự mình sẽ có bậc ancol. Ancol bậc 1 là OH gắn vào carbon bậc 1. Ancol bậc 2 là gắn vào carbon bậc 2. Ancol bậc 3 là gắn vào carbon bậc 3. Tuy nhiên nó không có ancol bậc 4 bởi vì hết chỗ gắn rồi. Được ha? Thí nghiệm sau. Số phản ứng thí nghiệm thu được kết tủa là đun sôi nước thì bình thường mình sẽ thu được CaCO3 kết tủa FnO3 thu vào Ag dư thì mình sẽ thu được kết tủa gì đúng không? Thì trong này nó sẽ thu được Ag cho nào H dư vào CaHCO3 hai lần. Ở đây là muối axit cộng 3 giờ thì nó sẽ cho được kết tủa muối trung hòa hết. Như vậy mình thu được ba cái. Trong số các chất sau đây, chất nào có nhiệt độ sôi lớn nhất? Nhớ axit lớn hơn ancol, lớn hơn những cái tiếp theo tùy theo mà lớn. Hai cái này lớn là bởi vì có liên kết hydro. Cái này có liên kết hydro nội phân tử. Này có liên kết hydro liên phân tử. Được ha? Cho nên ở đây là axit có nhiệt độ sôi lớn nhất. Nilon 66 là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng hỗn hợp axit adipic, nhớ 6 lần luôn. COOH COOH có 6 C 1 2 3 4 5 6 cộng với hexametylendiamin CH2 6 lần NH2. Hexa là 6 á. Như vậy mình gộp lại thì nó sẽ là CH2 4 lần CO NH CH2 6 lần NH. Tương tự bên này nó sẽ là CO. Thì đây là công thức của ni lông 66, M lớn bằng 226. Ni lông 6 là 113, ni lông 7 là 127 ha. Ni lông 6 là tơ caprom, ni lông 7 là tơ enan. Tơ ni trôm dai bền nhiệt được dùng để may vải quần áo ấm. Ni trôm được sản xuất từ chất nào sau đây? Vinin, cyanua ha. Nó gọi là tơ vinilic. Bài đến đây là hết. Hy vọng là với những gì cô giúp tụi em ôn tập nãy giờ thì chúc các em sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới. Còn một cái nữa, tiện cái phần này thì nhớ là trùng hợp là có nối đôi, trùng ngưng là hai có hai nhóm chất phản ứng với nhau. Thường mình sẽ gặp dưới dạng là ni lông. Rồi bây giờ tơ thì có tơ polyamide là ni lông, cứ có ni lông là polyamide. Tơ polyester là tơ lapsan. Được ha. Tơ vinilic là tơ ni trong dùng để may quần áo ấm, vân vân. Cố gắng ôn bài nhẹ nhàng sẽ giúp cho mình đạt kết quả cao. Chúc em bình tĩnh với những gì mình học được. Thành công.